Đây là lần đầu tiên Mina đi ra biển. Rồi, Mina. Đó đó. Để bà coi em nè, lần nào em ra biển em chơi nè. Hello. Hello teacher. Đây. Đây. Làm gì? Giờ hai bạn nhỏ tắm cho mấy bạn coi đi. Đó, con đứng thì đây con phi xuống giống như nãy rồi. Rồi hai cho em đứng nghiêm nha, đếm 1 2 3 là phi xuống nha. 1 2 3. Tèng, trời té cái kiểu gì vậy? Con đứng ngay chỗ đây nè, đó con đứng chỗ đó xong rồi con nhảy ra. Thôi, con phi tắm đi. Đây chuẩn bị nè, 1 2 3. Tèng ập ập mặt xuống biển luôn. Đã chưa? Con đứng chỗ đó xem con nhảy tới một cái. Con nhảy lên rồi nè. Như vậy, 1 2 3. Con cắm cái đầu xuống nè. Đã chưa? Đã. Thì ra. Rồi. Thì chưa? Mấy bạn quay mình đi tắm nữa nha. Đi tắm nữa hả? Dạ. Dạ để quay em Mina nữa. Mina. Dì Hảo ơi. Dì Hảo ơi. Dì Hảo ơi. Dì Hảo ơi. Anh kêu anh đang đi. Đi đồ, con chở đi tắm nha. Nắng lên rồi căng bờm mà cho khoai giác chèo lên cho tao đọp một cái hay mẹ con cắm đầu dưới luôn. Nhảy đi, nhảy nữa đi. 1 2 3 cắm đầu đi. Nắng lên rồi. Wow. À, đứng ngoài phim mà. Con tắm đi. Con cút xuống con bơi đi. Thôi. Giống như trong cái bể bơi của mình á.